Trần Như Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Với tôi có cái cuộc hẹn với lại luật sư Nguyễn Quốc Lân, cũng là ủy viên giáo dục của Hội đồng thành phố Garden Grove, của bên Garden Grove. Và ngày hôm nay thì trên tính cách một dân cử và là một luật sư thì vừa qua trong thành phố Westminster có một số những cái sự kiện diễn ra, và tôi muốn mời luật sư lên đây để hỏi về một số những cái chi tiết nó rõ ràng hơn, để chúng ta hiểu được những gì đang xảy ra tại thành phố Westminster và cái việc tu chính hay sửa những cái luật lệ của thành phố như thế nào. Trước hết thì mời luật sư Lân gửi lời chào đến tất cả khán giả của chúng ta. Dạ vâng, cảm ơn Trần Nhật Phong. Xin chào quý vị thính giả. Vâng, và bây giờ thì để nhanh chóng đi vào cái nội dung thì luật sư Lân, vừa qua thì ở thành phố Westminster có một số những cư dân ở thành phố, nói chung thì nhóm này tôi cũng biết họ, họ thường xuyên hay công kích những nghị viên gốc Việt ở trên trên mỗi khi mà có cái cuộc hearing, tức là cái cuộc mà điều trần ở trong thành phố. Tuy nhiên thì một trong những cái điểm họ đưa ra kỳ kỳ rồi đó, thì họ đòi tu chính một cái luật về đạo đức ở trong thành phố Westminster. Thì không biết là luật sư có biết cái tên này hay không, và cái quan điểm của luật sư như thế nào? Dạ vâng, hiện nay trong thành phố như anh nói là có một số cư dân họ đây là những cái thành phần mà luôn luôn chống đối lại những cái gì hầu như những cái gì liên hệ đến cộng đồng Việt Nam trong khu vực này, và lần này họ nhân cơ hội là nghị viên tài đổ có đưa ra một cái đề nghị có những điều luật để mà tu chỉnh lại cái những cái nguyên tắc về đạo đức của các viên chức dân cử hay là bổ nhiệm ở trong thành phố. Và họ thác on họ 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 vận động tiếp tay vận động cho cái dự luật này. Thì đương nhiên cái vấn đề tu chỉnh đạo đức là cái chuyện nghe tên thì lúc nào cũng tốt, và cái đó là tất cả mọi người đều làm chứ không riêng về thành phố Westminster. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ vô những cái điều khoản có ghi ra trong những đạo luật này đó, thì người ta thấy rõ ràng là cái mục đích của cái dự luật này là nhằm để trói buộc tay chân cái khả năng vận động của các nghị viên trên hội đồng thành phố, và khi họ làm tê liệt cái vai trò của các nghị viên như vậy thì rõ ràng với là những cái thành phần mà vận động cho dự luật này, thì tôi coi đây là một cái dự tính để làm triệt hạ cái ảnh hưởng của cộng đồng Việt Nam, tại vì thành phố Washington là nơi hầu như là duy nhất có đa số các thành viên của hội đồng thành phố là thành viên gốc Việt. Và nếu cái mục tiêu của dự luật này là nằm khóa tay khóa chân của các đại diện của cư dân trong thành phố Washington, điều đó là trực tiếp hay là gián tiếp nhằm triệt hạ cái ảnh hưởng của cộng đồng Việt Nam trong cái khu vực này. Như vậy thì một trong những cái điều luật mà họ đòi hỏi trong cái định nghĩa của cái đạo đức đó, mà luật sư thấy cụ thể nhất là cái điểm nào mà chúng ta thấy Dạ rằng vâng, cái điểm chính nhất của họ muốn là các nghị viên không có được liên lạc trực tiếp với các viên chức trong của thành phố, viên chức cao cấp đó, mà phải tất cả mọi chuyện phải đi qua cái ông gọi là city manager, là cái người tôi dịch tiếng Việt là tổng quản đốc của là cái vai trò điều hành của thành phố như vậy. Thì nghe bề ngoài thì nói Nó có vẻ đẹp. hay là tại vì hey cái mọi chuyện có ông quản đốc ở đó thì để ông quản đốc lo, tại sao phải các nghị viên phải dính líu vô làm cái gì, rồi rồi nó lộn xộn, nó công việc nó phân chia cái ảnh hưởng của các viên chức trên thành phố. Nghe thì đó là điều tốt, nhưng mà thực ra là nếu mà đúng như vậy, thực hiện đúng như vậy thì nó làm mất đi cái khả năng vận động, khả năng can thiệp của các nghị viên cho rất nhiều thành phần cư dân hay là hội đoàn hay cộng đồng có những việc trần. Tôi đơn cử một trường hợp đơn giản thôi, là cái trường hợp xảy ra rất thường là cộng đồng mình hứng cái là tổ chức cái lễ cầu nguyện tuần này hay tuần tới. Điều đó không thể nào thi hành đúng theo cái luật lệ là 60 60 trong ngày. vòng 60 ngày được. Thành ra phải có người can thiệp, phải người hỏi trực tiếp, hay là một thương gia nào đó gặp khó khăn với gọi là Nhân có viên của khi là thành ăn phố hiếp, có khi có chuyện gì hiểu lầm, abuse, có luật có sư cái gì lợi đó, dụng quyền lực của thành phố. thì cái vai trò của nghị viên là chỉ cần hỏi hay chuyện gì vậy, tại sao giúp họ, tại sao như thế này, tại sao như thế kia, thì cái khả năng đó là khả năng rất là bình thường. Nhưng mà nếu những cái chuyện này mà phải đi trình bày với ông tổng quản trị để chờ ông coi ông làm gì thì ông làm, thì như vậy là cái người nghị viên đó họ mất đi cái khả năng vận động cho những
cư dân, thứ nhất là cư dân trong khu vực này, thứ hai là cộng đồng, chúng ta là những người mình có cái sự hiện diện nhu cầu rất là nhiều trong trong cái cơ quan này, và điều đó vô hình chung là cái vai trò mà cử đại diện của chúng ta trên hội đồng thành phố không còn cái giá trị nữa, tại vì cái điều luật này nó buộc rằng tất cả mọi người đó phải dồn hết cái thẩm quyền của họ vô một vị tổng quản trị, nhưng mà cái người này không có phải là người, là không chưa chắc ta hiểu nhiều về người Việt Nam, họ không phải do dân bầu ra, tại sao cái người dân cử được dân bầu ra lại trao cái thẩm quyền của họ cho cái vị này? Cái đó là điều rất cái âm mưu thực sự của cái dự luật này nhằm mục đích đó. Như vậy thì nếu mà cái luật này mà nếu mà đưa ra như vậy thì có vẻ như là tôi cảm giác như là họ trao thêm quyền lực cho cái ông city manager, tức là tất cả quyền lực là tập trung vào ông ta nhiều hơn là những người được dân bầu và ông ta là người bổ nhiệm, tại vì cái chuyện gì cũng giao cho ông ta quản lý giải quyết, rồi nếu như trường hợp có cái việc abuse, tức là lạm dụng quyền lực trong đó, thì cái biện pháp chế tài làm sao nếu như nghị viên không can thiệp vào trong cái công việc đó. Và đó là cái mục đích của những, nếu mà mình nhìn cái người vận động cho dự luật này, nhìn cái người hỗ trợ cho những dự luật này, nếu mà nhìn những người mà muốn lúc nào cũng chỉ trích cộng đồng Việt Nam, những người vận động đó mình thấy ngay cái âm mưu của họ là như vậy. Và những cái người này trong suốt nhiều năm qua họ không thành công trong vấn đề bầu cử của họ, họ không có họ ấm ức cái cộng đồng Việt Nam, rồi bây giờ họ dùng cái cách này làm một cái, tôi gọi là backdoor, là một cái cách khác, một phương thức khác để làm cái chuyện này. Thành ra, nhưng mà họ dùng trong cái bánh vẽ của cái chuyện là cải thiện vấn đề đạo đức. Cải thiện đạo đức là cái chuyện mà không ai có thể nói rằng hề không nên có hay là không nên cải thiện. Tức là không ai có thể nói như vậy. Mình vẫn cải thiện nhưng mà nó phải hợp lý. Vâng, nếu mà cải thiện thì cải thiện đạo đức, phải nhắm vào cái chuyện gì sai thì cấm cái đó. Chứ không có cấm gọi là plan check như vậy, cấm mà hàng loạt như vậy là hóa ra mình bị cộng đồng hay là bị tê liệt trong cái vấn đề này là như vậy. Và đó là một trong những, ví dụ như quý vị xây một cái gì đó, một cái nhà hay một cái cơ sở thương mại mà các nhân viên commissioner hay là bên city manager mà họ làm khó làm dễ, mà các nghị viên hay là thị trưởng không thể can thiệp được, thì có những cái tình trạng mà lạm dụng quyền lực hay là gì, hay là có những cái tiêu cực trong đó, thì chúng ta sẽ không giải quyết được, tại vì quyền lực tập trung ở cái thành phố, mà nếu nhân viên họ lạm dụng thì mình cũng đâu làm gì được nếu như cái luật này thông qua. Đúng, cái mục tiêu họ là như vậy. Cái mục tiêu họ nói là để cho các nghị viên gọi là không có khả năng vận động cho cư dân hay là thương gia hay là cộng đồng sự can thiệp. Thành ra đó là mục tiêu làm, tôi nghĩ đó là lý do tại sao trong chương trình này, cảm ơn Trần Nhật Phong đã cho tôi cơ hội trình bày để mọi người hiểu được là cái bánh vẽ ngoài thì rất là đẹp, rất là hay, nhưng mà phải coi cái ruột gan của nó là cái gì, cái mục tiêu của nó là cái gì, thì phải nhìn cái ngôn ngữ thì nhìn thấy đẹp, nhưng mà thực chất thì cái thực thể của cái dự luật này nó sẽ gây nguy hiểm vô cùng cho các cư dân chứ không liên gì cho nghị viên, tại vì các cư dân thì họ thường xuyên có những cái họ cảm thấy bất công thì họ ít nhất họ cũng có chỗ để kêu ca, bây giờ không có chỗ kêu ca luôn. Dạ vâng. cái mục tiêu là, đương nhiên cái mục tiêu là cư dân chắc là hay là các thương gia ở trong khu vực với ông tờ, cái mục tiêu là như vậy. Thì đương nhiên trong thành phần này cũng có nhiều là người Việt Nam chứ không phải là không. Dạ, vâng. Tưởng tượng quý vị, cái nếu là chúng ta có thị trưởng, chúng ta có nghị viên, mỗi lần gọi tới làm chuyện nhỏ nói để tôi hỏi ông city manager cái đã, để tôi trình bày với ông coi thử làm sao được, ông nói làm sao, rồi từ ngồi chờ đó, ông muốn làm gì ông làm, công việc của ông như thế nào đó, nhu cầu của ông như thế nào, sở thích hiểu biết của ông như thế nào đó, rồi ông làm ông sẽ thông báo cho quý vị. Tức cái nói chuyện nó rất là phi lý, cho khi mà trong khi cộng đồng của chúng ta cố gắng tiến cử những người đại diện chúng ta, thì chúng ta lại giao cái quyền đó cho một cái người mà chưa chắc là hiểu biết gì về cái hoàn cảnh riêng của cộng đồng. Cái lý do tại sao mà trong cái giai đoạn này họ lại cố tình đưa ra lại cái dự luật này để anh nhưng mà cũng cái nhóm này thực ra là trong thời giai đoạn này họ đang ấm ức cái chuyện hội đồng thành phố đã cho giấy phép xây dựng cái đài tưởng niệm chiến sĩ đã hy sinh tại Hoàng Sa, cuộc chiến chiến Hoàng Sa ở Việt Nam, và cũng họ cũng chống đối luôn cái dự án xây cái bảo tàng viện Việt Nam Cộng Hòa, okay, cũng trong cái khu vực của đài tưởng niệm tại chiến sĩ Việt Mỹ ở đây. Cái lý luận của họ là họ nói rằng những cái người chiến tranh
trong cuộc chiến Hoàng Sa đó không phải là chiến tranh Việt Nam, sau đó lý do tại sao Mỹ nó không tham dự, okay. không bỏ bom giùm trong cái chuyện đó, họ nói là cái đó thì nó có đem chỗ khác chứ không nên trong cái đài chiến sĩ Việt Mỹ. Họ coi họ nói là muốn xây đó thì qua cái công viên bên kia đường Westminster đó, nó có cái sân chơi con nít đó, rồi xây ở đó đi, rồi một mình một chỗ muốn làm gì làm để đừng ảnh hưởng cái này. Lý luận của họ là như vậy. Và cái lý luận của họ như vậy, thì nếu mà thấy rằng hay quý vị nghĩ như thế nào về cái chuyện mà hy sinh của các chiến sĩ trong cái cuộc chiến Hoàng Sa như vậy, thì tôi coi những cái lý luận đó rất là miệt thị, rất là coi nhưng thường. Mà cái lý luận đó cũng không make sense, là tại vì cái Freedom Park, tức là cái công viên tự do đó, ngay từ khởi đầu là tiền của cộng đồng Việt Nam đóng góp vào. Anh Lân nhớ rằng lúc đó đó là city không có tiền, thành phố không có tiền. Và nhờ cái cuộc vận động của ông Frank Fine mình mới có một cái số tiền để mình viết proposal, rồi sau đó mình mới xin tiền của tiểu bang, mình mới xin tiền của liên bang để mình xây dựng được cái Freedom Park. Và cái tiền đó cả triệu đô la là cho cái dự án, viết cái dự án này. Mà bây giờ nó là mình không được xây ở trong cái công viên này, nó không có make sense, trong khi họ dạ vâng. họ là cư dân, họ không có đóng góp gì hết. Thưa anh Phong, những cái này họ không cần make sense, họ chỉ cần chống lại cái gì của Việt Nam cái đã. Rồi họ nói chuyện sau. Cái mục tiêu của họ là như vậy. Tại vì ngay thời kỳ mà mình vận động cho cái đài chiến sĩ Việt Mỹ đó, họ cũng chống đối. Đây không phải những người này, người già hơn, lớn tuổi hơn, họ cũng chống đối. Nhưng mà rồi đó, cộng đồng Việt Nam rồi nó nói ok, chúng tôi sẽ bỏ tiền ra, thành phố không phải bỏ tiền gì hết. Nó không giải được vấn đề cho họ. Rồi đến nỗi mà cái ủy ban vận động đó, họ phải mời ông Phan Phai đứng vào trong đó để đỡ đạn cho họ, để ông Frank Fai đứng ra chủ động cái chuyện vận động cái này thì nó họ bớt đi chuyện nói. Nhưng mà rồi chống xây xong rồi đó, xây xong rồi không ảnh hưởng gì với họ hết, họ cũng chống đối. Nhưng lúc mình cần cái chuyện bảo trì, mà gọi là bảo trì cái đài chiến sĩ đó hay nâng cấp đó, họ cũng chống đối. City bỏ tiền để làm cái đó. Rồi cộng đồng Việt Nam cũng vận động rất nhiều để mà có cái ngân khoản bảo trì cái đó. Đương nhiên là vì tốt bụng thì cộng đồng Việt Nam cũng nói là ok, thành phố không cần bảo trì, để chúng tôi bảo trì. Nhưng mà rồi cộng đồng Việt Nam cũng không có đầy đủ khả năng để lo cái chuyện bảo trì đó, cho nên vận động xin tài trợ của chính phủ của thành phố Washington để tài trợ. Nhưng mà rồi họ cũng chống đối, và cuối cùng cái thỏa thuận để được chi trả cho cái đài chiến sĩ Việt Mỹ đó, họ nói là muốn chi trả cái này phải cho tôi tiền để tài trợ cho cái Rose Center. Mà cái Rose Center cũng là tiền từ ở trong cái đó này ra mà họ mới vẽ được. Wow, họ muốn anh có cái đó, tôi phải có cái miếng này. Ok, so, đó nghĩa là họ bằng mọi cách để chống đối cái chuyện này. Cho nên phải nhớ nó là nếu mà cứ ngồi nghe các cư dân nói thì đương nhiên cái trách nhiệm của các vị dân cử là cũng phải nghe lời của họ, cũng phải lắng nghe cái nguyện vọng ý kiến của họ. Nhưng còn phải xem để coi là cái ý kiến của họ có đúng, có chính xác, hay là có thực tâm, hay là chỉ là phá hoại thôi. Thì đó lý do tại sao trong suốt nhiều năm qua cộng đồng Việt Nam muốn làm cái gì cũng bị những cái người này họ chống đối, họ phá đổ. Thì cái dự luật tu chỉnh về đạo đức cũng là mục tiêu như vậy, để mà mục tiêu của họ, họ nhắm vào để mà hủy bỏ cái dự án xây đài chiến sĩ Hoàng Sa, cũng như là cái bảo tàng viện của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này á, là thứ nhất là tại sao họ luôn nhắm vào cộng đồng Việt Nam và họ luôn tấn công hai cái kiểu này trong mấy năm qua. Do cái sự mà gì, cái chúng ta có cái cộng đồng bắt đầu trưởng thành ở đây, do cái suy nghĩ của họ hay là do cái động cơ chính trị nào khác theo luật sư? Bản tính của họ, họ thấy người Việt Nam đông quá họ không có thích. Họ không thích rồi. Họ thấy các cái vị dân cử nhàm những cái chuyện, nhưng mà thực ra thành phố của chúng tôi nó không là cái gì hết nếu không có cộng đồng Việt Nam. Nếu mà không rác. Có khu Little Sài Gòn, nếu mà thành phố của chúng tôi nếu mà không có cộng đồng Việt Nam họ thì thành phố không giờ cho nằm trên bản đồ. Mà khi họ thấy cái khu Little Sài Gòn phồn thịnh, họ thấy có diễn hành, họ thấy có lễ lọc Tết, họ thấy có đốt pháo, họ thấy có lễ lọc kia, thì họ cứ ngồi họ nghĩ như vậy. Cái suy nghĩ của họ là như vậy, nó rất đơn giản. Nhưng mà họ vẫn bị lợi dụng bởi một số phần tử chính trị. Đương nhiên, trong cái cuộc vận động này thì những cái thành phần này được sự tiếp tay của nghị viên tài đổ để làm cái chuyện này. Mà nghị viên tài đổ là trong suốt thời gian qua, từ đầu đến cuối, từ ngày bầu cử bây giờ, chỉ mục tiêu nhắm vào các dân cử gốc Việt thôi. Ông ta chỉ nhắm vào để mà giữ chết hết cách này đến cách khác. Và ông ta còn vận động phối hợp với cái nhóm của ông nghị viên Phát Bùi. Cái nhóm mà cộng đồng mà vận động chống lại cộng đồng đó, họ tìm cách triệt tiêu trả thù cá nhân của họ. Họ triệt tiêu cái nhóm nghị viên gốc Việt. Họ không biết cái đó là tác hại như thế nào với cộng đồng Việt Nam. Họ không nghĩ tới cái chuyện đó. Họ chỉ nghĩ là triệt tiêu cái nhóm nghị viên gốc Việt. Thì tôi nghĩ là
để những cái chuyện cá nhân này nó chính trị này nó dây dưa, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cộng đồng Việt Nam. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ là cộng đồng Việt Nam cần phải lên tiếng để cho mọi người thấy rõ thực tâm của tất cả những người vận động cho cái dự luật cải tổ về đạo đức này. Tôi nghĩ rằng là từ ngày Tài Đổ bước vào trong thành phố Westminster, kể từ sau cái cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua cho tới giờ phút này, tôi chưa thấy sự đóng góp của ông ta, mà tôi chỉ thấy là ông ta chỉ đem lên những cái vấn đề ông ta đặt và dường như cái mục tiêu đều tấn công vào những đồng viện khác và kể cả ông thị trưởng của thành phố. Anh nghĩ rằng Tài Đổ mục tiêu của anh ta tranh cử là để phục vụ cộng đồng hay là để là một cái vào trong đó để là có những cái mục tiêu chính trị khác theo anh? Tôi nghĩ ai tranh cử cũng nói là phục vụ cộng đồng, cũng nghĩ là phục vụ cộng đồng. Tôi nghĩ là Tài Đổ có thể có cái nghĩa phục vụ cộng đồng thiệt, nhưng cái mục tiêu, cái phương thức hành động của ông ta là nhắm vào cái những người đối tượng của bên kia. Nhưng mà ít nhất ông ta phải chứng minh cái sự phục vụ đó, chứ tôi không thấy cái sự phục vụ đó, ngoại trừ những cái ý kiến ý cò tầm bậy tầm bạ ở trong cái nếu mà ngồi nói chuyện với Tài Đổ, ông Trump sẽ nói là cái đó là cách phục vụ cộng đồng, cái đó là cách làm trong sáng chính phủ để phục vụ cộng đồng. Đó là cách tôi không biết, tôi chỉ thấy cái tác hại của những cái chuyện này nó hại đến cộng đồng. Đó là lý do tại sao tôi cần phải lên tiếng cho mọi người biết là những cái hành động đó rất là tác hại, nguy hiểm cho cái ảnh hưởng của cộng đồng Việt Nam của mình. Nhưng mà đứng ở góc nhìn của một cái luật sư về góc độ pháp lý thì anh nghĩ rằng là cái dự luật mà bên phía Tài Đổ và ông commissioner của ông ta đưa ra như vậy đó, thì anh nghĩ là có khả thi hay không, và nếu như mà nó áp dụng thì cái hệ quả của nó lớn như thế nào đối với cộng đồng Việt Nam? Tôi không nghĩ nó khả thi được, là tại vì cái ngôn ngữ nó rất là bao gồm. Nó bao gồm hầu hết những cái việc làm rất là chính đáng bình thường của các nghị viên. Thành ra tôi nghĩ cho dù nếu mà đặt giả dụ được thi hành đi, thì nó sẽ mở đường cho kiện cáo nhau, tố cáo nhau, điều tra nhau từ sáng đến chiều. Nó không giải quyết được cái chuyện gì hết. Okay. Cái thứ hai nữa, cái hệ lụy nếu mà nó thông qua như vậy, không những là nó chỉ cấm cái liên lạc với các senior manager, là quản đốc của thành phố, nó mở đường cho luôn, nghĩa là các nghị viên của thành phố không được có ý kiến gì hết trước khi xem xét vấn đề, phải cho tất cả mọi thành phần trong thành phố một cái khoảng thời gian, không gian đồng đều với những chuyện gì khác, phải không được gọi là không được thiên vị, không được thiên vị thành phần này thành phần kia, nghĩa là anh cho cái này như thế này thì anh phải cho cái bên kia nó là như vậy, cho cùng thời gian cùng không gian. Tôi nói ví dụ đơn giản, cộng đồng chúng ta đã có cái nghị quyết vinh danh lá cờ vàng và chụp đỏ là biểu tượng của cộng đồng Việt Nam chẳng hạn. Ok. Tôi nói một ngày nào đó có người nào đó nói tôi muốn được trao cờ đỏ sao vàng, thì hội đồng thành phố phải cho họ công bằng, phải cho họ cái thời gian điều chỉnh, phải cho họ cái cứu xét cho nó công minh, nó bình đẳng, và nghị viên cũng không được tỏ bày cái quan điểm của mình trước khi mà cái cuộc điều chỉnh nó kết thúc, và mà nghị viên cũng phải đối xử với nó công bình. Nhưng mà tôi nghĩ cuối cùng các nghị viên rồi cũng phải bầu yes no thôi, nhưng mà những người này họ có cái cơ hội trình bày cái vấn đề của họ. Okay. Trong suốt cái thời gian đồng đều, trong suốt cái không gian quân bình như vậy, cái đó là cái nguy hiểm. Và nếu mà mở ra như vậy, tôi nghĩ những cái thành phần chống đối cộng đồng Việt Nam họ có nhiều sân chơi hơn để mà vận động chống lại cộng đồng Việt Nam, cho dù kết cục cuối cùng họ không có thành công, nhưng mà trong quá trình như vậy họ có nhiều cái cơ hội để bôi bát cộng đồng. Như vậy thì cái về mặt dư luận thì cộng đồng sẽ có cái hình ảnh tai hại khi mà những này tiếp tục mở những cuộc tấn công đó. Nhưng mà với điều kiện là cộng đồng phải đọc cái dự luật này, phải hiểu cái dự luật nó áp dụng như thế nào trong những tình huống đó. Tại nên cộng đồng bây giờ chỉ thấy cái chuyện là cải thiện vấn đề về đạo đức thôi, họ không hiểu cái gì hơn, họ không có muốn nhìn phân tích cái gì hơn của trong cái ý nghĩa. Cái này để cho khán giả chúng ta hiểu rõ hơn đó, thì cái tình hình này nó cũng giống như cái tình hình mà luật sư vừa giải thích đó, thì giống như là cái tình hình mà phiếu đầu phiếu phổ thông với là electoral vote, tức là cử tri đoàn đó. Nếu mà cho đầu phiếu phổ thông thì tiểu bang California 40 triệu dân đó là họ tràn ngập hết cả coi như là họ chiếm hết rồi, thì khó có ứng cử viên nào của Đảng Cộng hòa có thể thắng cử nếu như mà cho đầu phiếu phổ thông, đúng không? Nhờ electoral vote theo cử tri đoàn từng tiểu bang thì nó có sự công bằng tiểu bang lớn, tiểu bang nhỏ. Tức là có những cái tiểu bang lớn thì nó có nhiều cử tri đoàn hơn, tiểu bang nhỏ thì nó ít cử tri đoàn hơn. Còn bây giờ nếu mà cái luật giống như luật sư vừa nói mà nó chơi cái kiểu công bằng như vậy, giống như luật sư vừa đưa ra cái thí dụ, bây giờ chúng ta đang vinh danh cờ vàng ba sọc đỏ, rồi một ngày nào đó một ông thần nào đó ở Westminster ông nói đòi vinh danh cờ đỏ sao vàng của cộng sản, rồi cái tự nhiên nó lại đẻ ra một cái công bằng kiểu đó nữa, là mình khó có thể làm việc được. Và cái thành phần chống đối đó dựa trên cái luật cải thiện nguyên tắc đạo đức này, họ có cơ hội thành công hơn. Đúng.
Tại vì họ dùng lý lẽ, họ nói cờ đỏ sao vàng là cờ chính thức của một quốc gia, có chính thức ban giao với Mỹ. Tại sao quý vị không tôn trọng cái luật pháp, chính sách ban giao của Mỹ? Tại sao quý vị lại kỳ thị cái lá cờ đỏ sao vàng của chúng tôi? Quý vị không được kỳ thị. Tại luật nguyên tắc đạo đức nên quý nói quý vị không được kỳ thị. Quý vị phải open minded, quý vị phải nhìn nó, cho phép chúng tôi một cái thời gian đầy đủ ngang bằng đó, rồi sau đó quý vị kết luận. Nói như vậy, tôi nghĩ họ có lý hơn là trong việc mình vận động vinh danh lá cờ vàng và sao đỏ. Nếu như cái luật này được thông qua. Nếu mà cái dự luật này buộc các nghị viên phải hành xử như ông Bục như vậy. So hồi nãy Phong có nói đưa ra cái chuyện là cái bầu cử electoral hay bầu cử popular, cái chuyện cái đó là theo cái hiến pháp của Hoa Kỳ, tôi không có điều chỉnh gì được hết. Theo cái luật này, theo cái luật mình đã dự luật của đạo đức này được thông qua đó, nó giống như cái chính sách ở Việt Nam. Có nghĩa là bầu cử thì có bầu cử bầu hình, nhưng mà cái quyền nó nằm trong một vị chính ủy nào đó. Cái một người đó không phải do dân bầu, do ai đó, mình do hội đồng thành phố cử ra đó. Cái người chính ủy nó nắm toàn quyền sát sinh trong cái này. Đúng chứ rồi. Không phải là mấy ông được dân bầu. Dân bầu hay là dân cử hay là hội đồng nhân dân. Bầu nhận thôi. Rõ ràng là dân bầu và bầu nhận thôi. Tại vì tất cả quý dân cử gì, muốn có chuyện gì nhỏ lớn gì nó cũng phải đi hỏi ông city manager. Quyền lực coi là ông có thì giờ thì ông làm, hứng thì ông làm, tiện lợi thì ông làm, sau đó có gì ông báo cáo lại thôi. Xin đó, cái đó là cái tai hại của chuyện này, mà tôi nghĩ cái dùng cái so sánh cái đó nó với cái hình với cái phương thức bầu cử dân chủ ở Việt Nam, với cái vai trò thực sự của có một chính ủy, ông chính ủy, ông đảng ủy gì đó, thì nó giống ông hơn tổng trong bí trường thư, hợp này. Ông tổng bí thư nó giống trường hợp của cái theo cái đạo, tinh thần của cái đạo luật tu chỉnh đạo đức này hơn là cái hệ thống bầu cử ở Hoa Kỳ. Nhưng mà như vậy thì cái solution, tức là trong cái giải pháp sắp tới để đối phó với cái tình trạng tấn công kiểu này và cố tình là trói buộc cái sự phát triển của cộng đồng nói chung và cái công việc làm của các nghị viên nói riêng, theo luật sư thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp gì mà có thể chấm dứt cái tình trạng này hoặc là chặn đứng những cái tình trạng này? Tôi nghĩ cộng đồng Việt Nam qua các đoàn thể, qua các thành phần cư dân sẽ bị ảnh hưởng, có thể nên đến buổi họp của hội đồng thành phố để lên tiếng tỏ bày cái quan điểm của mình, cũng nên là một cơ hội chứng tỏ cái sự quan tâm của mình đối với thành phần chống đối lại cái ảnh hưởng của cộng đồng Việt Nam, chống đối lại ra thẳng mặt chống đối lại những cái thành phần vận động hỗ trợ cho cái luật này, để cho quý vị dân cử mà đại diện cho quyền lợi của cộng đồng Việt Nam đó, họ cảm thấy sự an tâm hơn, họ cảm thấy tự tin hơn để mà lên tiếng mạnh bạo hơn. Để nhớ rằng cộng đồng Việt Nam chúng ta ra hội đồng thành phố rất ít khi, mình lâu lâu có chuyện gì hy hữu nó mới ra thôi, chứ bình thường các nghị viên mà đại diện cho quyền lợi cộng đồng Việt Nam có việc đó, bị chỉ trích ở ngoài đó rất là nhiều, là vì họ làm những cái chuyện mà họ nghĩ rằng có lợi cho cư dân, và trong đó 50% là cư dân gốc Việt, hơn 50%, và có thể nhiều như vậy, và họ rất là cô đơn trong những đa số cộng đồng Việt Nam không ra mặt đó. Tôi nghĩ là cộng đồng Việt Nam nên tham gia nhiều hơn, nên lên tiếng nhiều hơn, để cho các vị dân cử gốc Việt chúng ta có cái sự an tâm, can đảm hơn để mà lên tiếng mạnh bạo. Chứ nếu không, họ sẽ thấy bên phía chỉ trích của họ không, họ không có thấy cái sự hỗ trợ của cộng đồng Việt Nam đối với họ. Tôi nghĩ rằng là có một cái tiêu ở tích cực từ phía các nghị viên và hội đồng thành phố, là tại vì khán giả họ nhiều khi họ cũng vô tâm, họ cũng không biết ngày nào thành phố họp, ngày nào thành phố không, chỉ có những người theo dõi thì biết thôi. Do đó thì tôi nghĩ rằng là họ nên có một cái diễn đàn, hoặc ít nhất là họ thông báo cho toàn bộ cư dân của thành phố, và ngay cả tại quận Cam, là ví dụ như tôi được biết là mỗi một tháng ngày thứ tư đầu tháng và cách tuần thì sẽ có cái cuộc điều trợ, cái cuộc họp của hội đồng thành phố, đúng không anh luật sư? Tôi nghĩ buổi họp hội đồng thành phố họ họp vào ngày thứ tư, tối thứ tư 7 giờ mỗi tuần, ngày thứ tư tuần thứ nhất và tuần thứ ba. Tuần thứ ba tức là đầu tháng và cách tuần đó, đúng rồi. Yes, tuần thứ nhất cách tuần. Nhưng mà thứ tư tuần đầu tiên, tuần thứ nhất họ gọi là tuần thứ nhất và tuần thứ ba. Đúng rồi. Và khi họ họp như vậy thì tôi nghĩ cái ngày sắp tới họ cứu xét cái thông qua cái dự luật đạo đức này sẽ là ngày thứ tư ngày 22 tháng 5 sắp tới. 22 tháng 5 tức là chỉ là tuần tới thôi. So bắt đầu lúc 7 giờ, tôi nghĩ đây là cái cơ hội cộng đồng Việt Nam cần ra càng đông càng tốt để biểu dương cái lực lượng, để chứng tỏ cho cái sự quan tâm của mình đối với cái vấn đề mà quan trọng như thế này. Vâng, và quý vị, chúng tôi nhắc lại để cho quý vị nắm rõ vấn đề là mỗi một tháng như vậy thì hội đồng thành phố Westminster có 2 lần họp, cái ngày thứ tư của tuần lễ đầu tiên và cái ngày thứ tư của tuần lễ thứ ba.
Và là nếu như quý vị mà có giờ, nhất là quý vị đang ở quận Cam, nếu mà quý vị thường thường 7 giờ là họp phân luật sư, yep. Thì thường thường 7 giờ họp thì mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, nó có cái phần gọi là public comment, tức là bất cứ một cư dân nào ghi danh vô đều được lên phát biểu. Độ dài ngắn phát biểu thì tùy thuộc vào cái hôm đó đông người hay ít người, thì ông thị trưởng sẽ cho biết cái giờ để mà phát biểu, có khi 3 phút, có khi 2 phút, có khi 5 phút, đại khái như vậy. Nhưng mà nếu như cộng đồng Việt Nam chúng ta muốn giữ lại những cái di sản mà hội đồng thành phố với thị trưởng Tạ Đức Trí và nghị phó thị trưởng Kimberly Hồ hay là nghị viên Nguyễn Mạnh Chí đang cố gắng làm, là những cái di sản để mai này con cháu chúng ta có được cái di sản đó. Ở bên đây chúng ta đã có một cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, chúng ta đang có một cái chuẩn bị một cái dự án là một cái đài tưởng niệm các tử sĩ Hoàng Sa 74 người chết năm 1974. Rồi bên đó chúng ta còn đang có những cái dự tính thực hiện cái viện bảo tàng Việt Nam Cộng Hòa, lưu trữ tất cả những cái văn hóa, những cái văn minh đẹp của Việt Nam Cộng Hòa. Đây là những cái di sản chúng ta để lại cho con cháu sau này, những thế hệ sau. Mà nếu như mà chúng ta gặp trở ngại bởi những cái thành phần chống đối như luật sư Lân vừa nói, thì cách hay nhất là cứ mỗi một thứ tư đầu tháng hoặc là tuần lễ thứ ba mà quý vị có mặt, tại vì 7 giờ thì tôi nghĩ quý vị đi làm về rồi, thì quý vị có thể ghé qua thành phố Westminster, không nhiều lắm, nửa tiếng, một tiếng đồng hồ. Nhưng cái sự đóng góp và lên tiếng của quý vị vào trong đó, có mặt và lên tiếng, nó sẽ giúp cho các nghị viên họ cảm thấy là họ không bị cô đơn. Tại vì người Việt chúng ta thì thụ động, nói là gì, anh Lân, sống không tới cửa quan, chết không vào địa ngục, đúng không? Thì cho nên là cứ tới cửa quan là cộng đồng Việt Nam sợ. Nhưng mà thật ra chính quý vị là cái tiếng nói hỗ trợ rất mạnh cho các nghị viên. Trong khi người Mỹ á, tuần nào họ cũng canh họ ra và họ dùng cái diễn đàn đó họ chỉ trích chửi bới những nghị viên gốc Việt của chúng ta, mà chúng ta lại không có cái phần defend, tức là cái phần bảo vệ đó. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên thay đổi quan điểm và nên xuất hiện thường xuyên hơn trong các cái cuộc họp của thành phố Westminster, để nghị viên của chúng ta, những người gốc Việt và những người đang làm việc cho thành phố và cho cộng đồng nói chung, là chúng ta có thể có được một cái tiếng nói mạnh, và họ thấy được cái lực lượng và cái số đông của người Việt ở trong cái thành phố này. Luật sư, ngoại trừ mà cái việc mà chúng ta xuất hiện ở hội đồng thành phố phát biểu ra, còn có thể có cái gì, giải pháp nào nữa để có thể hỗ trợ cho các nghị viên một cách mạnh mẽ hơn? Một bên cạnh cái chuyện hỗ trợ hội đồng thành phố, chúng nghĩ là chúng ta nên tỏ bày cái sự hỗ trợ chúng ta đối với những cái dự án khác, việc làm khác của các nghị viên gốc Việt trong cái khu vực thành phố Washington này. Nếu mà họ có những dự án, ví dụ như ngày 30 tháng 4 vừa rồi, tôi thấy rằng cư dân ra rất là đông để hỗ trợ, cái đó là điều rất là tốt, chứng tỏ rằng họ có cái sự hỗ trợ của đồng hương, của cộng đồng. Cái điều đó rất là tác dụng. Sắp tới họ có thể làm nhiều chuyện khác, nhiều cái dự án khác, tôi không biết họ sẽ làm cái gì, tôi không biết. Nhưng mà nếu có cái dự án nào của các vị dân cử gốc Việt mà họ là hoặc là thành phố Washington hoặc là chung các vị dân cử khác đó, tôi nghĩ cái sự tham gia của đồng hương nó rất là tốt, nó rất là quan trọng. Tại vì cái sức mạnh của các vị dân cử này nó không là cái gì hết nếu mà họ không có sự hỗ trợ của đồng hương đối với họ. Cá nhân tôi cũng vậy. Tiếng nói của tôi ở trên hội đồng giáo dục của Gandro sẽ không là cái gì hết nếu mà các viên chức trong học khu họ biết rằng tôi không được hỗ trợ nhiều của người cộng đồng. Cho nên tôi lúc nào cũng mong được cái sự hỗ trợ của đồng hương, của phụ huynh, của mọi người. Và cái sự hỗ trợ đó cho tôi có cái sức mạnh để mà tôi có thể nói gì được. Tại vì lúc nào tôi nói cái gì tôi cũng phải coi chừng sau lưng tôi có ai hỗ trợ cho tôi hay không. Thành ra cái sự hỗ trợ cho cá nhân tôi học ở khu Gandro nó rất quan trọng như vậy. Và tất cả các vị dân cử họ luôn luôn quan tâm đến cái sự hỗ trợ thực sự của họ là cái gì. Nếu mà không có cái sự hỗ trợ đó đó, hay không nhận ra được cái sự hỗ trợ đó đó, thì họ không có an tâm lắm, họ không có vững tin lắm nếu mà họ cần phải đấu tranh vận động cho cái gì, cho cái thành phần dân cư của họ. Hôm trước tôi cũng đã từng ghi danh lên phát biểu trong một cái buổi họp của hội đồng thành phố, thì tôi thấy có cái điều này cũng hay, không biết là chúng ta có thể triển khai được hay không. Khi mà tôi ghi danh như vậy và khi mà cái agenda, tức là những cái item mà được đưa ra đó, thì bên đó tôi thấy trong cái đó có cái email của những người gửi vô ủng hộ hay chống đối, đúng không luật sư? Thì những người nào mà bận rộn mà không thể tới được ngày thứ tư thì quý vẫn có thể gửi email được không luật sư? Dạ vâng, nếu cái quý vị lên cái website của City of Westminster đó, dạ, thì quý vị sẽ có thấy được cái email của tất cả các dân biểu và ngay cả cái city manager luôn. Và quý vị có thể gửi email cho tất cả những người này. Dạ. Quý vị không cần viết văn hoa gì, không cần biết tiếng Anh, tiếng Việt, để viết tiếng Việt, viết tiếng Anh, viết một câu, hai câu gì cũng được, để chứng tỏ là cái quan điểm của quý vị. Là quý vị vẫn có thể làm, quý vị là nên nhớ rằng ở Hoa Kỳ,
cử tri, dân cư là chủ, là vua. Những người đó là phục vụ cho quý vị. Và quý vị nói như thế nào đi nữa, quý vị không có sợ bị bắt. Quý vị không có sợ họ kêu cảnh sát đến hỏi cái chuyện gì. Cái hay là như vậy nè. Nếu như mà mỗi một cái agenda mà được thông báo cho cư dân, được thông báo sớm được vài ngày đó, chúng ta gửi những cái email đó ra để cho biết cái nghị trình, cái agenda đó, thì trong đó có những cái điểm nào quan trọng thì người ta nhìn vào, người ta đánh giá được. Còn bây giờ mà chỉ có nói với nhau là khi mà có một cái sự kiện nào đó, hay giờ ví dụ như là cái vụ Hoàng Sa đi, thì chúng ta mới kéo tới, thì lúc đó nó cũng không đủ thời gian. Cái hay nhất là những cái nghị trình đó được thông báo sớm. Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều cư dân gốc Việt ở quận Cam sẽ tới thành phố Westminster để mà ủng hộ cho các nghị viên. Dạ vâng, tôi nghĩ chắc có thể là sắp tới phải nhờ anh Trần Nhật Phong thông báo ra cái địa chỉ email hay là vô website nào đó, chỉ cần tôi vô sẽ một vô chỗ thôi là thấy cái địa chỉ website, quý vị không cần phải đọc ra website, cần vô cái chỗ đó là thấy địa chỉ, từ cái đó click ra tự nhiên đánh ra cái đánh ra địa chỉ của mình, đánh cái message của mình và cái message, cái thông điệp của mình, không có cần phải viết dòng vào tiếng Anh hay tiếng Việt gì hết. Quý vị viết tiếng Anh hay tiếng Việt gì cũng được hết, chỉ cần viết một hai câu gì đó để tỏ bày cái quan điểm của quý vị, hỗ trợ hay là chống đối cái dự án nào đó thì quý vị nên tỏ bày. Tại vì quý vị dân cử, cho dù họ quan điểm như thế nào, họ cũng phải đếm coi là bao nhiêu hỗ trợ, bao nhiêu người chống đối. Họ không phải tính cái chuyện ngày mai của họ. Tất cả quý vị dân cử, họ đều làm như vậy. Cá nhân tôi cũng vậy. Tôi cũng ngồi coi bao nhiêu người chống đối, bao nhiêu người ủng hộ. Tôi ngồi luôn luôn phải tính cái đó. Thì nó không có nghĩa là tôi không bao giờ, tôi không có care hết. Tất cả mọi người đều care hết. Nhưng mà đều đếm cái coi là mình bao nhiêu đồng cát ở bên này, bên đồng cái đồng hay tiền. Nhất là bên từ bên thành phố, mà nếu như hội đồng thành phố mà họ có những cái thông báo hàng tuần, hoặc là ít nhất là họ cho biết rồi gửi qua email, rồi khi mà thông báo những cái nghị trình họp đó ra, thì tôi nghĩ rằng là cái lượng email mà gửi vô sẽ rất là đông đảo, và cái lượng người xuất hiện ủng hộ cho các nghị viên gốc Việt cũng sẽ đông hơn so với thường lệ. Tại vì khi mà họ biết được cái lịch trình mỗi 2 tuần và họ biết được những cái agenda, thì họ biết những cái agenda là quan trọng để họ ra họ lên tiếng nói, thì tôi nghĩ là rất tôi nghĩ là anh Trần Nhật Phong có thể đề nghị với quý vị dân cử thành phố chúng tôi nên là có cái thông báo đó. Đúng. Tại vì mình vẫn thấy ví dụ Orange County họ gửi thông báo cái nhà hàng này bị đóng cửa, bị rắn rối như này rồi đấy. Họ gửi thông báo báo chí đúng, vẫn đăng cả, tại sao cái thành phố một, không báo trước là những gì? Bên học khu của luật sư Garandro, mỗi một ngày 2-3 ngày tôi lại nhận được cái thông báo của học khu Garandro. Họ thông báo cho tôi về cái chương trình talk show của họ trên đài Radio Bonsa. Họ thông báo cho chúng tôi về những cái gì đang xảy ra trong học khu, các trường học. Thì họ đưa ra hàng gần như cả 2-3 ngày tôi đều nhận được cái email của bên học khu Garandro. Như vậy thì nếu như các vị dân cử mà set up được cái hệ thống này, thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ được hỗ trợ mạnh hơn. Dạ vâng, tôi nghĩ đây là cái đề nghị với lại cái dân cử Western. Tôi nghĩ rằng là nên... nó sẽ là tại vì chúng ta ở đây rất là đông, trên 170.000 cư dân trên toàn quận Cam. Đó là con số rất là huge, và tôi nghĩ rằng bên ngoài có rất nhiều người muốn hỗ trợ cho các nghị viên thành phố hay là thị trưởng của thành phố Westminster. Tại vì đây là cái căn bản địa phương của chúng ta, mà muốn lên được liên bang hay lên tiểu bang nó cùng từ cái địa phương này. Mà bây giờ ngay cái địa phương này chúng ta mà cứ bị tấn công kiểu này hoài, chúng ta không có yên ổn. Do đó những người bên ngoài tôi nghĩ rằng họ muốn hỗ trợ, nhưng vì họ không đủ thông tin, họ không biết nhiều. Và khi nào đài phát thanh hay là đài TV hay là YouTube của tôi mà lên thông báo thì họ mới biết. Do đó thì tôi nghĩ rằng là bên thành phố cũng nên có những cái chiến dịch này, và như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều cái tích cực hơn trong thời gian tới. Và đặc biệt là luật sư nói là 22 tháng 5 này, tức là ngày thứ tư tuần lễ thứ ba của cái tháng này sẽ có cái cuộc họp hội đồng thành phố, và có thể cái luật này sẽ được đưa ra để bỏ phiếu, đúng không luật sư? Họ đang đẩy đưa dự luật này được thông qua, tôi nghĩ họ sẽ được đưa qua thông qua. Tôi nghĩ cái thành phần ra đó phát biểu chống đối sẽ rất là nhiều, tại vì tôi biết phía bên đó họ đang chuẩn bị cái này nhiều. Dạ, cái quan trọng là cộng đồng Việt Nam của mình có vận động ra người để phát biểu chống đối hay là vận động cái quan điểm của cộng đồng của mình hay không. Cộng đồng Việt Nam của mình cũng có cái khó khăn, đương nhiên là về vấn đề ngôn ngữ, vấn đề nhiều người không có quen, nhiều người Việt Nam không có biết, không có ngại ngùng, không có muốn ra phát biểu trước cơ quan công đình như vậy. Thành ra nó cũng có cái khó khăn, cái giới hạn cộng đồng Việt Nam, trong khi những thành phần kia họ không có ngại gì đó, họ không có nể nang gì ai hết trơn. Thành ra cộng đồng Việt Nam tôi nghĩ là cần phải năng động hơn, phải mạnh dạn hơn để mà bảo vệ cho cái thành quả của mình. Nhất là những bạn trẻ mà có khả năng Anh ngữ, và khi mà ra tới hội đồng thành phố thì quý vị có thể phát biểu luôn cả tiếng Việt nữa. Tại vì ở trong thành phố họ có một người thông dịch viên bằng tiếng Anh, tiếng Việt qua tiếng Anh, cho nên là quý vị có 3 phút, 2 phút thì quý vị vẫn nói được cái ý của mình. Mình chỉ cần nói ra cái ý của mình là đủ rồi, không cần phải viết một cái bài dài dòng rồi lên đó đọc. Quý vị chỉ cần ra chúng tôi là phản đối cái dự luật này và không đồng ý cái dự luật này.
và chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ những cái chuyện gì đang xảy ra trong thành phố. Nó rất đơn giản như vậy thôi, mà nếu 22 này mà chúng ta không có cái lực lượng người Việt đi ra ngoài đó thì có thể cái dự luật được thông qua, và khi dự luật được thông qua nó sẽ trói buộc tất cả. Và ví dụ mai này quý vị xây thêm một cái phòng ở trong nhà bị ông commissioner làm phiền, bị ông city manager, thành phố làm khó, nghị viên lại không được can thiệp, thì lúc đó quý vị là những người lãnh hậu quả chứ không ai lãnh hậu quả cả. Nếu chúng ta không có nghị viên gốc Việt và thị trưởng can thiệp vào công việc đó thì chắc chắn rằng là quý vị sẽ bị ăn hiếp, bị bully, hoặc là quý vị có thể bị làm khó làm dễ, lúc đó quý vị không kêu ca ở đâu được cả. Đó là cái điểm chính mà cái luật này mà anh Luân vừa cắt nghĩa. Không biết là trước khi mà chúng ta chia tay thì anh Luân còn có những cái điểm gì muốn nói ra thêm ở trong cái luật này, hoặc là những cái ảnh hưởng nếu như mà chúng ta có tiếng nói mạnh. Dạ vâng, cảm ơn Trần Nhật Phong cho tôi có cơ hội lên đài ngày hôm nay. Trong thời gian sắp tới quý vị cũng phải nên để ý thêm là cái hoàn cảnh chính trị của cái khu vực Westminster này nó rất là nghiêm trọng. Thứ nhất là đúng là hội đồng thành phố có một thành viên như là nghị viên tài đổ, chỉ mục tiêu là triệt tiêu, triệt hạ, phá hoại những thành viên công, mà họ không có cái đóng góp xây dựng, cải thiện cái gì để đóng góp cho cái sự lớn mạnh của cộng đồng. Cái thứ hai nữa đó là có một nghị viên khác tên ông là Sergio Contreras, ông ta đã tuyên bố tranh cử vào chức vụ giám sát viên quận Cam, tức là giám sát viên đơn vị 1, tức là cái đơn vị mà giám sát viên Andrew Đỗ hiện nay nắm giữ, là đại diện chúng ta duy nhất của chúng ta ở cộng đồng Việt Nam trên cấp quận. Và nếu mà nghị viên Sergio Contreras này ông đã tranh cử như vậy thì ông ta sẽ năng động hơn, tiếp tay với lại nghị viên tài đổ để làm cái chuyện này. Và họ đã làm cái chuyện gì trong thời gian qua để mục tiêu để chuẩn bị cho cuộc tranh cử sắp tới. Và nếu mà họ tuyên bố ra tranh cử như vậy thì họ sẽ chia rẽ giữa cộng đồng Việt Nam, cộng đồng Latin và nhiều thành phần Mỹ hay Việt đó, thành ra nó gây go gắt không rõ hơn cái dự luật gì cải tổ về đạo đức này chỉ là trận hỏa mù đầu tiên thôi, nhưng mà tôi dự trù sẽ có nhiều trận hỏa mù khác nữa mà họ dùng chiến thuật gì khác để mà triệt tiêu cái ảnh hưởng cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và đương nhiên họ có thể ảnh hưởng, đe dọa ngay cả cái ghế đại diện của chúng ta ở khu vực quận 1 với sự đại diện của giám sát viên quận Cam. Mình nhớ rằng cái ghế của giám sát viên Cam không nghĩa là chắc ăn đâu đó nha, tại vì cái khu vực này nó là một nửa Latin, một nửa vào bên quyến kia. Tôi nhớ. Phần đó là Á Châu thôi. Thành ra nếu mà mình không biết đoàn kết chung lại với nhau đó, mình có thể mất cả chì lẫn chài trong cái trường hợp. Và những cái thành phần phá rối này trong cộng đồng thành phố Westminster này, họ sẽ là nhân tố chính để mà vận động cho cái cuộc mà triệt tiêu. Cái điều quan trọng là như vậy nè quý vị. Năm 2010 bạn tôi, anh Trần Thái Văn, anh ra tranh cử chức dân biểu liên bang chung với Loretta Sanchez, đúng không? Loretta Sanchez chỉ về cộng đồng Mỹ, nói một câu mà không có nói rõ mà cố tình nói theo kiểu đó là cộng đồng Việt Nam muốn giật cái ghế của cộng đồng Mỹ thôi. Cái câu nói gây chia rẽ như vậy, lập tức là dân Mỹ nó tràn ra đường, nó nghĩ rằng là chúng ta đi giật cái ghế. Nhưng mà cái ngôn ngữ đó nó như vậy, thì bây giờ Sergio Contreras cũng sử dụng những cái này để mà lấy phiếu. Và bên cạnh đó vẫn có một số người nghĩ rằng là Sergio Contreras đang làm việc cho cộng đồng người gốc Việt thì nên suy nghĩ lại. Tại vì đã tới lúc mà chúng ta phải bảo vệ cái quyền lợi của cộng đồng gốc Việt ở đây và bảo vệ cái quyền lợi của cái đơn vị mà chúng ta ở đây. Mà tôi nghĩ rằng là anh Trư Đỗ, mặc dù incumbent đang đương nhiệm là có lợi thế, nhưng mà giống như anh Lân nói, đơn vị một không phải chỉ có cộng đồng Việt Nam hay là cộng đồng gốc Á Châu, mà nó có cộng đồng gốc Latino rất đông đảo. Nếu mà chúng ta không cẩn thận, lần trước Phong nhớ là anh Trư Đỗ thắng ông Lu Correa chỉ có đúng 45 phiếu thôi, đúng không anh? Đúng 45 phiếu mà thôi. Do đó nó rất quan trọng cho đợt này. Nên nếu quý vị bây giờ Sergio Contreras tài đổ lại phối hợp với nhau để mà phá những cái gì mà chúng ta đã xây dựng trong nhiều năm qua, thì quý vị nên cẩn thận. Đó là cái mà anh Lân đã nói. Không biết còn gì nữa mà Lân? Dạ vâng, cảm ơn Trần Nhật Phong tham dự chương trình ngày hôm nay. Vâng, và cảm ơn anh Lân rất là nhiều. Và cảm ơn tất cả khán giả đã theo dõi cái cuộc nói chuyện này. Và nhớ 22 tháng 5 Hội đồng thành phố Westminster 7 giờ tối, nếu quý vị ra được làm ơn ra dùm, và để chúng ta có cái tiếng nói mạnh mẽ hơn, phản bác lại những cái luận điệu mà đang có cái khuynh hướng chống đối cộng đồng chúng ta. Và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.